Chào các bạn, hôm nay tôi đang đến thăm một cái cơ sở chuyên sản xuất xúc xích, niêm, giò, chả, tất cả các đồ ăn vặt. Đây là cơ sở sản xuất của anh. Đây là anh Dũng, cơ sở Dũng Hiền. Đợt này tình hình là kinh doanh thế nào anh? Đợt này thì trước dịch thì nó cũng có chậm hơn, nhưng bây giờ thì nó ổn định hơn rồi. Học sinh nhất là dịch nó cũng giảm rồi, cho nên là cái sản lượng bây giờ sản xuất rồi bán nó cũng tăng lên. Tức là đợt trước mùa dịch thì nó cũng ảnh hưởng nhiều đúng không anh? Bên mình thì hiện tại có những mặt hàng nào chủ đạo nhỉ? Bây giờ em đang là chủ yếu là xúc xích với giò, với niêm. Và ba cái món là chủ đạo đang bán với sản lượng khá lớn. Đây là xúc xích đúng không ạ? Xúc xích ấy. Đây là giò. Đây là niêm rán. Niêm rán. Cái ba cái món này thì dành cho các quán ăn vặt này, các cái quán cổng trường này. Rồi là dành các cái quán như giò thì ví dụ giò thì có thể dùng các quán cơm được. Quán cơm rồi đây, các cái món này thì đây là giò lụa đúng không? Đây là giò cá. Giò cá, đây là giò cá. Giò cá đúng không? Đây xong rồi đây là cái kho chứa. Đây là cái kho lạnh đúng không? Kho này diện tích nhiều không anh? 50 khối. Chúng ta thấy rằng là trong kho lạnh có những cái Dũng thì chứa rất nhiều các sản phẩm niêm rán đúng không? Niêm rán. Còn đây là xúc xích. Xúc xích. Đó hot dog phô mai hả? Đúng rồi, cái đấy là sản xúc xích xong rồi tẩm thêm gia vị phô mai vào kèm. Tức là bên trong là xúc xích đúng không? Bên trong là xúc xích, ngoài là bột và phô mai. Cái này là nó cũng áp dụng cho các quán ăn vặt đúng không? Quán ăn vặt. Đây là phô mai khuya. Phô mai khuya. Cái này mình có đàn bạc. Phô mai khuya. Đây là đàn kiến, có đàn bạc. Cái này là mình phân phối thêm. Phân phối thêm đúng không? Cái này là thêm mình khách kèm. Tức là ngoài sản xuất ra này mình cũng phân phối một số các mặt hàng khác đúng không? Đấy, mặt hàng đàn bạc là như là đậu hũ nhân phô mai này, phân phối thêm. Đậu hũ nhân phô mai. Đây là cái viên thả lỏng này. Nhu cầu của khách hàng nó tăng lên nhiều lần thì mình phải nhập thêm. Đây là surimi đúng không? Sườn chim rán, à chim rán, thả lẩu. Trong kho mình khá nhiều đúng không? Các dòng xúc xích, viên, bò viên. Mình ở trong kho khá lạnh nhỉ? Âm. Nhiệt độ đây là có bao nhiêu anh? Âm 18 độ. 8 độ. Lạnh lắm. Giò sản xuất bán nhiều. Ngoài xúc xích đi em rán thì giò thì mình có đang sản xuất thêm bò khô này. Đây là bò khô nhà mình làm á hả? Bò khô đây. Đây là bò khô mình phân phối toàn quốc à anh? Vâng, em phân phối toàn quốc hơn nhiều. Còn đây là ruốc. Ruốc. Thị trường ruốc bông. Đây là quán xôi, các chè người ta hay dùng đúng không? Đây là quán xôi. Quán xôi. Rồi là các cái quán nhà hàng dùng về gà xôi ấy, là người ta dùng cái này nhiều. Hàng này là hàng ngon. Vẫn đây này là rất thơm ngon. Ngon. Nhà hàng họ lấy nhiều. Mình làm thì giá có cạnh tranh không? Giá cạnh tranh. Giá cạnh tranh. Nước ngọt ngoài cái này, đây là gà lá chanh. Đây là gà lá chanh. Gà lá chanh dành cho các cái quán karaoke này, rồi là quán ăn vặt này. Rồi dành cho họ bó vào xôi, họ gì cũng được này. Hoặc là mì xào này. Đây, mì xào đây, người ta dùng cái này rất nhiều. Nó mì xào đó hả? Mì xào, rồi xôi, bánh mì. Đây là tốt chỉa là rất chỉ là thích. Ăn kèm với lá chanh rất chỉ là thơm ngon. Đúng rồi, rất thơm nhỉ. Kết hợp với lá chanh thơm. Nếu mà chúng ta có nhu cầu
Để liên hệ hàng thì chúng ta có thể là liên hệ với cơ sở sản xuất của anh Dũng nha, theo số điện thoại mà tôi đang để trên màn hình để đặt hàng. Mình ship hàng đến tận nơi bạn đặt đúng không? Nếu hàng tận nơi hoặc là nếu như mà xa quá thì mình gửi xe đúng không? Mình ship trên toàn quốc luôn hả? Vâng.